Hallo ihr Lieben, hier ist Tom. Schön, dass ihr angestanden habt. Xin chào các bạn, rất vui khi các bạn đã bật video này lên. Các bạn thân mến, nếu như các bạn theo dõi những video của mình từ đầu thì chắc hẳn rằng các bạn còn nhớ là chúng ta đã có một lần đề cập tới những prepositionen, những giới từ. Cụ thể hơn đó là những Wechselprepositionen, những giới từ dùng để chỉ vị trí hay là sự thay đổi vị trí của một vật hay một người nào đó. Các bạn còn nhớ đó là những giới từ nào không? Chúng ta có an, neben, auf, über, unter, vor, hinter, in, zwischen. Ngày hôm nay, trong bài lần này, chúng ta lại cùng với nhau một lần nữa đề cập về những prepositionen, nhưng mà với một chức năng hoàn toàn khác. Đó là những temporale prepositionen, những giới từ để chỉ thời gian. Các bạn hãy cùng theo dõi một câu ví dụ sau đây nhé. Ich gehe um 10 Uhr ins Bett. Ich gehe um 10 Uhr ins Bett. Ich gehe um 10 Uhr ins Bett. Ở đây các bạn thấy chúng ta có từ um. Đây là một giới từ. Nó có nghĩa là lúc hay là vào lúc. Chúng ta có thể hiểu câu này đó là tôi lên giường lúc 10 giờ. Việc nắm được những giới từ chỉ thời gian nào được dùng trong trường hợp nào rất là quan trọng để giúp cho chúng ta có thể hình thành một câu đúng ngữ pháp, cũng như là giúp người nghe hiểu được đúng ý nghĩa mà chúng ta muốn truyền đạt. Giới từ chỉ thời gian có thể dùng để đưa thông tin trả lời cho những câu hỏi có những từ để hỏi như là wann, khi nào, seit wann, kể từ khi nào, bis wann, cho tới khi nào, von wann bis wann, từ khi nào cho tới khi nào, um wie viel Uhr, vào lúc mấy giờ, oder wie lange, bao nhiêu lâu. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng học cách sử dụng của một vài những giới từ chỉ thời gian thông dụng. Ở đây chúng ta sẽ chia những cái giới từ này ra thành 3 loại. Loại thứ nhất đó là những giới từ chỉ thời gian đi với cách thứ tư accusative. Loại thứ hai là những giới từ chỉ thời gian đi với cách 3 dative. Và loại thứ ba đó là những giới từ chỉ thời gian đi với cách 2 genitive. Trước khi bắt đầu bài học thì mình có hai cái lưu ý nho nhỏ đối với các bạn. Thứ nhất đó chính là phần dịch nghĩa của những giới từ chỉ thời gian sau đây trong bài học này sẽ chỉ là tương đối. Bởi vì có thể là trong tiếng Đức chúng ta có những cái cách diễn đạt khác so với trong tiếng Việt. Các bạn hãy chú ý vào những cái ví dụ mà mình sẽ đưa ra cho các bạn để có thể hiểu được cách sử dụng những cái giới từ này một cách chính xác hơn. Các bạn có thể thấy là có những giới từ chỉ thời gian có chức năng diễn đạt nghĩa tương tự nhau. Tuy nhiên, cách sử dụng chúng trong câu lại khác nhau. Điều đó tùy thuộc vào việc là giới từ đó đi với cách mấy, cách thứ tư, cách thứ ba, order, cách thứ hai. So, còn bây giờ thì các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy cùng bắt đầu bài học nhé. Lass uns anfangen. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng với nhau xem những giới từ chỉ thời gian đi với cách thứ tư, accusative. Ở đây mình có 4 giới từ để giới thiệu với các bạn. Thứ nhất, đó là một cái giới từ mà mình đã vừa đề cập tới trong cái ví dụ ở đầu bài. Đó chính là từ um. Có thể hiểu là lúc hay là vào lúc. Và đứng sau từ thường là một cái thời gian cụ thể. Ví dụ như Ich stehe um 7 Uhr auf. Ich stehe um 7 Uhr auf. Tôi thức dậy vào lúc 7 giờ. Từ thứ hai chúng ta có là bis.
có nghĩa là cho tới. Ví dụ: Ich kann nur noch bis nächste Woche warten. Ich kann nur noch bis nächste Woche warten. Ich kann nur noch bis nächste Woche warten. Tôi chỉ có thể chờ đợi được cho tới tuần sau thôi. Ngoài ra các bạn cũng có thể thường nghe thấy khi mà người ta chào tạm biệt nhau, đó là bis morgen, bis morgen, bis später, bis später, bis dann, bis nächste Woche, có nghĩa là hẹn gặp lại ai đó vào thời điểm nào đó. Giới từ tiếp theo chúng ta sẽ đề cập tới đó là für. Für. Có thể các bạn đã nghe về giới từ này rồi. Nó có nghĩa là cho. Ở đây thì chúng ta có thể hiểu là nó có thể diễn đạt một cái khoảng thời gian nào đó trong tương lai. Rất là khó để mà tìm được một cái nghĩa tương đương của giới từ này trong tiếng Việt. Các bạn hãy theo dõi cái ví dụ sau đây để hiểu rõ hơn cách dùng của giới từ này nhé. Wir werden für eine Woche in den Urlaub fliegen. Wir werden für eine Woche in den Urlaub fliegen. Wir werden für eine Woche in den Urlaub fliegen. Có nghĩa là chúng tôi sẽ bay đi nghỉ trong vòng một tuần. Tức là nó diễn đạt là cái khoảng thời gian mà họ đi nghỉ, đó chính xác là một tuần. Ở đây thì khi mà so sánh với tiếng Anh thì các bạn có thể dễ dàng hình dung hơn ý nghĩa cũng như là cách sử dụng của từ này. Bây giờ chúng ta hãy đến với từ tiếp theo, đó là từ über. Über. Nếu như là một giới từ chỉ vị trí thì nó có nghĩa là ở trên nữa. Còn ở đây thì chúng ta có thể hiểu nó thứ nhất, cái nghĩa thứ nhất đó là hơn hay là nhiều hơn. Chúng ta cùng theo dõi ví dụ sau đây. Ich warte schon über eine Stunde auf den Bus. Ich warte schon über eine Stunde auf den Bus. Ich warte schon über eine Stunde auf den Bus. Có nghĩa là tôi đã chờ xe buýt hơn một tiếng đồng hồ rồi. Một cái nghĩa khác của giới từ này đó là để diễn đạt một cái hành động nào đó diễn ra xuyên suốt một cái khoảng thời gian nào đó. Ví dụ như Wir wollen übers Wochenende nach Österreich fahren. Wir wollen übers Wochenende nach Österreich fahren. Wir wollen übers Wochenende nach Österreich fahren. Ở đây với giới từ này chúng ta muốn diễn đạt đó là cái hành động mà đến nước Áo, nó sẽ chỉ diễn ra trong suốt cuối tuần thôi. Nếu như chúng ta nói là Wir wollen am Wochenende nach Österreich fahren, có nghĩa là chúng tôi muốn đi đến Áo vào cuối tuần. Tức là các bạn muốn khởi hành vào cuối tuần và thời điểm quay lại thì chưa biết rõ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng với nhau đến với những giới từ chỉ thời gian đi với cách thứ ba, dative. Giới từ đầu tiên chúng ta sẽ đề cập tới đó là Zeit. Zeit. Từ này có thể hiểu là từ hay là kể từ. Ich bin seit einem Jahr in Deutschland. Ich bin seit einem Jahr in Deutschland. Ich bin seit einem Jahr in Deutschland. Tôi ở nước Đức được một năm. Ở đây nếu mà dịch sát nghĩa ra chúng ta có là tôi sống ở Đức từ một năm. Các bạn thể thấy là có một vài những cái từ mà khi mà chúng ta dịch sang tiếng Việt thì chúng ta rất là khó tìm dịch được nghĩa tương đương. Mình có một ví dụ khác để các bạn hiểu nghĩa của từ này nó dễ hơn. Ich habe sie seit einer Woche nicht gesehen. Ich habe sie seit einer Woche nicht gesehen. Ich habe sie seit einer Woche nicht gesehen. Có nghĩa là
từ một tuần nay tôi không nhìn thấy cô ấy. Từ tiếp theo, bye. Tuy nhiên, ở trong câu thì chúng ta thường sử dụng với hình thức là beim, có nghĩa là bei cộng với dem, chúng ta có beim. Nghĩa của từ này có thể hiểu nó là trong lúc làm gì đó. Beim Abendessen sehe ich die Nachrichten. Beim Abendessen sehe ich die Nachrichten. Beim Abendessen sehe ich die Nachrichten. Trong lúc ăn tối thì tôi xem tin tức. Ở đây các bạn có thể thấy là với từ bei chúng ta có thể diễn tả được hai hành động xảy ra song song với nhau. Từ tiếp theo, up có nghĩa là kể từ hay là từ. Ab nächste Woche werde ich Diät machen. Ab nächste Woche werde ich Diät machen. Ab nächste Woche werde ich Diät machen. Tức là từ tuần sau tôi sẽ bắt đầu ăn kiêng. Giới thứ tiếp theo, an. Tuy nhiên ở trong câu chúng ta sẽ sử dụng cái từ này với hình thức là am. Đi sau từ giới từ am sẽ thường là những ngày trong tuần. Ví dụ như am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag oder am Sonntag. Bên cạnh đó thì giới từ này cũng có thể dùng kèm với cả những buổi trong ngày. Ví dụ như am Morgen, am Mittag, am Nachmittag, am Abend. Tuy nhiên, trường đặc biệt đó là in der Nacht. Ngoài ra, từ am còn để sử dụng để đưa thông tin về ngày tháng. Am 10. Oktober. Ngoài ra thì chúng ta còn một cái diễn đạt đó là am Wochenende, có nghĩa là vào cuối tuần. Am Montag habe ich einen Termin beim Arzt. Am Montag habe ich einen Termin beim Arzt. Ich muss früh am Morgen aufstehen. Ich muss früh am Morgen aufstehen. Ich habe am 18. Juli Geburtstag. Ich habe am 18. Juli Geburtstag. Seite tiếp theo, in. Ngoài ra chúng ta cũng thường sử dụng hình thức im. Nếu là một giới từ chỉ vị trí thì nó có nghĩa là ở bên trong. Tuy nhiên, ở với chức năng là một giới từ chỉ thời gian thì nó có những nghĩa sau đây. Nghĩa thứ nhất đó là trong một khoảng thời gian nào đó ở tương lai. Wir fliegen in eine Woche nach Vietnam. Wir fliegen in eine Woche nach Vietnam. Wir fliegen in eine Woche nach Vietnam. Ở đây cái hành động bay tới Việt Nam, một cái hành động nó sẽ diễn ra ở trong tương lai. Tương lai đó là một tuần nữa. In eine Woche. Ngoài ra thì giới từ in còn sử dụng cho mùa hoặc là tháng trong năm. Im Winter schneit es viel. Im Winter schneit es viel. Im Oktober werde ich in meine neue Wohnung ziehen. Im Oktober werde ich in meine neue Wohnung ziehen. Im Oktober werde ich in meine neue Wohnung ziehen. Ở đây có một trường hợp đặc biệt mà mình muốn lưu ý các bạn, đặc biệt là những bạn đã từng học tiếng Anh. Khi mà chúng ta nói về năm sinh,
chúng ta sẽ có hai cách nói, hoặc là Ich bin 2000 geboren. Ich bin 2000 geboren. Ở đây chúng ta không dùng giới từ in. Này. Khi mà chúng ta sử dụng giới từ im, chúng ta sẽ diễn đạt như sau. Ich bin im Jahr 2000 geboren. Ich bin im Jahr 2000 geboren. Từ tiếp theo, zwischen. Zwischen. Ở đây nghĩa của từ này giữ nguyên, có nghĩa là giữa. Giữa một thời điểm nào đó, giữa một khoảng thời gian nào đó. Zwischen 5 Uhr und 7 Uhr bin ich nicht zu Hause. Zwischen 5 Uhr und 7 Uhr bin ich nicht zu Hause. Zwischen 5 Uhr und 7 Uhr bin ich nicht zu Hause. Từ tiếp theo, vor. Vor. Nghĩa của nó vẫn là trước. Vor meiner Party muss ich einkaufen. Vor meiner Party muss ich einkaufen. Vor meiner Party muss ich einkaufen. Nach. Nach. Nghĩa của nó vẫn là sau. Hay là sau khi. Nach der Party muss ich aufräumen. Nach der Party muss ich aufräumen. Nach der Party muss ich aufräumen. Giới từ tiếp theo hay là cụm giới từ tiếp theo là von bis. Von bis. Các bạn lưu ý là đằng sau giới từ von, danh từ sẽ chi ở cách thứ 3 dative, và đằng sau giới từ bis, danh từ chi ở cách thứ 4 accusative. Giới từ này có nghĩa là từ một thời điểm nào đó, cho tới một thời điểm nào đó. Von Montag bis Freitag habe ich von 9 Uhr bis 11 Uhr Deutschkurs. Von Montag bis Freitag habe ich von 9 Uhr bis 11 Uhr Deutschkurs. Von Montag bis Freitag habe ich von 9 Uhr bis 11 Uhr Deutschkurs. Ngoài ra thì chúng ta có thể dùng vom và bezum để diễn tả là từ một ngày tháng nào đó cho tới một ngày tháng nào đó. Ich habe vom 10. Mai bis zum 15. Mai Urlaub. Ich habe vom 10. Mai bis zum 15. Mai Urlaub. Ich habe vom 10. Mai bis zum 15. Mai Urlaub. Bây giờ thì chúng ta chỉ còn 3 giới từ chỉ vị trí đi với cách thứ hai genitive nữa mà thôi. Rồi chúng ta hãy cùng xem 3 từ đó là gì nhé. Từ đầu tiên chúng ta có là während. Während có nghĩa là trong khi. Während des Essens sehe ich fern. Während des Essens sehe ich fern. Während des Essens sehe ich fern. Có nghĩa là trong khi ăn thì tôi xem TV. Là diễn tả hai hành động xảy ra song song với nhau. Während meines Praktikums habe ich viele Erfahrungen sammeln können. Während meines Praktikums habe ich viele Erfahrungen sammeln können. Während meines Praktikums habe ich viele Erfahrungen sammeln können. Từ tiếp theo, innerhalb. Innerhalb có nghĩa là trong vòng. Ich muss meine Wohnung innerhalb einer Stunde fertig aufräumen. Ich muss meine Wohnung innerhalb einer Stunde fertig aufräumen. Ich muss meine Wohnung innerhalb einer Stunde fertig aufräumen. Trái nghĩa với innerhalb
là außerhalb, có nghĩa là ngoài khoảng thời gian nào đó. Unser Arzt ist auch außerhalb der Sprechzeiten telefonisch erreichbar. Unser Arzt ist auch außerhalb der Sprechzeiten telefonisch erreichbar. Unser Arzt ist auch außerhalb der Sprechzeiten telefonisch erreichbar. So, das war's. Đó là những giới từ chỉ thời gian căn bản mà các bạn cần nắm được. Và hy vọng rằng qua cái lời giải thích của mình vừa rồi thì các bạn cũng đã phần nào hiểu được nghĩa cũng như là cách sử dụng của những cái giới từ chỉ thời gian này. Và để giúp các bạn có thể hiểu bài học hơn nữa thì các bạn hãy dành một chút thời gian để làm bài tập sau đây. Cũng như là để kết thúc video thì mình sẽ cho các bạn một cái bài tập nhỏ nhỏ để giúp các bạn có thể tự kiểm tra xem rằng mình đã hiểu kiến thức của bài học này đến đâu. Các bạn hãy dừng video để mà có thể có nhiều thời gian hơn suy nghĩ và làm bài tập nhé. Phần đáp án của những bài tập này các bạn có thể tìm thấy ở phần hộp thông tin miêu tả ngay dưới video. Và ở đó thì mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn những cái đường link để giúp các bạn có thể có thêm những cái bài tập luyện tập nhiều hơn nữa về cái chủ đề lần này. Và nếu như có bất kỳ thắc mắc hay là những cái mong muốn về chủ đề nào đó thì các bạn hãy đừng ngần ngại cho mình biết ở dưới phần bình luận, comment. Và cũng đừng quên theo dõi trang Facebook của mình để có thể tìm được nhiều hơn nữa những tài liệu cũng như là những chia sẻ thú vị của mình về việc du học Đức. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao!